đông khách quá rồi nên không cần khách nữa chứ gì. Mua quanh năm á, đến lúc cần thì bảo là không nhận nổi, vậy thì trong năm ế ráng mà chịu nghe. Ủa, nhiều đơn thì cứ phải thuê thêm người, cứ ôm cho hết rồi than quá tải. Nhiều lúc á, khách dần á, họ la mình mà muốn khóc tại chỗ luôn á mọi người. Thật ra mỗi dịp lễ mình chỉ cầu mong sao có thể làm kịp đơn cho những cái khách mà người ta đã tin tưởng đặt trước, chứ mỗi khi mà mở miệng từ chối nhận đơn là lòng đau như cắt luôn á mọi người. Nên mình tha thiết mong khách hãy đặt trước hoa 1 đến 2 ngày để tránh những cái trường hợp như sau. Nếu mà khách đặt qua online á thì thường á là bên mình chỉ nhận đơn đến ngày 7 tháng 3 thôi. Còn nếu mà khách đến mua trực tiếp thì thật sự nó rất là đông nên phải chờ đợi rất là lâu để tư vấn và nhận hoa. Đôi lúc á bên mình hết hoa, khách còn phải tranh thủ chạy đi chỗ khác mua. Nhiều khách họ mất cả nửa ngày trời chỉ lo cái việc hoa thôi mọi người ạ, khổ lắm. Rồi khi mà khách đặt trễ thì sẽ có ít sự lựa chọn về hoa hơn, vì shop phải ưu tiên hoa cho những cái khách hàng họ đặt trước. Mà mọi người cũng biết rồi đó, vào ngày lễ thì không phải có tiền là mình mua được hoa đẹp đâu mọi người. Bản thân mình á đặt nhà cung cấp trước rồi mà đôi lúc họ còn không giao cho mình đủ hàng, phải xoay sổ tùm lum chỗ mới có hoa đó. Và khi mà đặt trễ thì cái việc giao hàng á cũng gặp khó khăn hơn, do tụi mình phải giao những cái đơn hàng đặt trước hết đã rồi mới dám nhận giao tiếp, nên có nhiều khách họ phải tự tới lấy hoặc phải đặt một cái đơn vị giao hàng bên ngoài. Và lúc nào cũng vậy, nếu mà bạn đặt trước hoa rồi thì tụi mình đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần đưa phiếu là nhận hoa thôi. Rất nhiều khách họ chờ lâu quá, nhân viên mình cũng đuối hết rồi, phục vụ không được tốt, thế là cả hai bên đều cảm thấy vô cùng áp lực luôn. Việc đặt hoa trước á, sẽ giúp khách có đủ thời gian chuẩn bị, mình lên danh sách những người nhận hoa chu đáo hơn, từ người thân, bạn bè, đối tác, để tránh cái trường hợp tặng bị thiếu là sẽ bối rối lắm à. Do vậy, việc đặt hoa trước vào các dịp lễ lớn, nó không chỉ mang lại cái lợi ích về mặt dịch vụ và chất lượng sản phẩm, mà còn giúp cho khách có những cái trải nghiệm mua hoa tươi tròn vẹn, thoải mái hơn, ý nghĩa hơn nữa đó khách ơi.